Liên quan vụ án giết bà Phan Thị Khanh, Công an tỉnh Bình Thuận đã về địa phương làm việc với gia đình ông Võ Ngọc, con ruột ông Võ Tê, để bàn về việc xin lỗi công khai người bị oan. Cụ thể, ngày 21 tháng 1, ông Vũ Xuân Tiếu, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, cùng các điều tra viên Nguyễn Văn Phương và Long Minh Tuấn đã làm việc với ông Võ Ngọc, đại diện gia đình ông Võ Tê, người vừa được đình chỉ điều tra bị can và xác định là oan sai. Theo kế hoạch của Công an tỉnh Bình Thuận, buổi xin lỗi công khai sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, do gia đình ông Võ Ngọc được thông báo bất ngờ và người thân của gia đình ở xa chưa thể bàn bạc cụ thể, nên ông Võ Ngọc đề nghị dời lại buổi xin lỗi để không cập rập. Đề nghị này được phía Công an Bình Thuận đồng ý. Việc tổ chức xin lỗi vào ngày nào sẽ được gia đình thảo luận và thông báo cho phía Công an. Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, với nội dung Công an tỉnh Bình Thuận giao các giấy tờ liên quan đến việc tổ chức buổi xin lỗi công khai và phục hồi danh dự cho ông Võ Tê tại địa phương. Lý do phải thực hiện buổi xin lỗi này vì Công an tỉnh Thuận Hải, nay là Công an tỉnh Bình Thuận, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Tê trong vụ án giết bà Phan Thị Khanh để cướp tài sản xảy ra ngày 30 tháng 7 năm 1980 tại xã Tân Minh, nay là Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Sau 5 tháng tạm giam và điều tra nhưng không đủ chứng cứ để buộc tội ông Võ Tê, ngày 30 tháng 12 năm 1980, Công an tỉnh Bình Thuận đã thả tự do cho ông Võ Tê, nhưng không ra quyết định đình chỉ bị can. Ông Võ Tê trở về địa phương sống trong thân phận bị can cho đến khi qua đời. Sau hơn 41 năm vụ án xảy ra, cuối năm 2021, Công an Bình Thuận đã phục hồi điều tra vụ án và ra kết luận điều tra khẳng định hung thủ giết bà Phan Thị Khanh là Lê Minh Sơn, hay còn có tên khác là Trương Đình Khôi, Trương Chi. Tuy nhiên, vụ án đã hết thời hiệu để xử lý nên cơ quan điều tra đã ra thông báo kết thúc vụ án và ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Võ Tê và xác định ông Võ Tê bị bắt giam, bị điều tra là oan sai. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Võ Ngọc cho biết, do gia đình không rõ về thủ tục xin lỗi cũng như yêu cầu bồi thường oan sai nên ông Ngọc đã mời luật sư tư vấn miễn phí việc này. Hiện, luật sư đã gửi thông báo cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, đề nghị được chấp thuận tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình người bị oan sai.